Chương trình An sinh xã hội hôm nay có những nội dung sau: phóng sự, kỹ năng nghề giúp người lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp; giải đáp chính sách an sinh xã hội, vai trò của hướng nghiệp đối với quyết định lựa chọn nghề nghiệp của học sinh. Gần 4 năm trước đây, khi còn đang ngồi trên giảng đường đại học, anh Nguyễn Quang Hiệp ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã không thể hình dung được công việc của mình sau khi tốt nghiệp lại là dắt xe và trông quán cà phê như thế này. Ra trường với bằng cử nhân của một trường đại học có tiếng, nhưng điều đáng buồn là đã hơn 20 bộ hồ sơ xin việc được anh gửi đi khắp nơi, vẫn không có nơi nào hồi âm. Mặc dù vậy, tranh thủ những lúc vắng khách, anh Hiệp vẫn kiên trì lên mạng tìm kiếm cơ hội việc làm. Những bộ hồ sơ xin việc vẫn được anh chuẩn bị sẵn, dù biết hy vọng là rất mong manh. Trước đây khi mà em còn học đại học, em cứ nghĩ ra trường có cái bằng thì kiếm việc rất là dễ. Nhưng mà sau này khi ra trường rồi có bằng đại học, đi ra theo ngành nghề của em là ngành kiến trúc, thì người ta lại yêu cầu rất nhiều đến nghề và khả năng cạnh tranh là rất lớn. Mà bây giờ đi xin việc rất khó, em đã nộp hồ sơ rất nhiều nơi nhưng cũng chưa có phản hồi gì tích cực cả. Không chỉ anh Hiệp, nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường cũng đang trong hoàn cảnh tìm kiếm việc làm trong vô vọng. Đào tạo tràn lan, người học chạy theo bằng cấp mà không quan tâm đến nhu cầu của thị trường lao động đang là thực trạng đáng buồn của nền giáo dục nước ta. Thanh niên cứ nghĩ rằng học đại học, học cao đẳng thì sẽ dễ xin việc nên các em nhảy hết vào đấy. Các em không hiểu rằng là xã hội ta đang cần gì mình phải đáp ứng. Học là học để có năng lực chứ không phải học để có bằng. Cái lỗi của chúng ta là thanh niên chỉ nghĩ bằng cách nào đó để mình có bằng, chứ không phải là mình có cái năng lực, có một khả năng để đóng góp vào xã hội. Trái ngược với không khí đông đúc tại các trường đại học là sự thưa thớt học viên tại các trường nghề. Mặc dù đây được xem là con đường lập nghiệp ngắn và hiệu quả. Theo ông Vũ Văn Vĩnh, giáo viên Trung tâm Đào tạo Công nghệ Bách Khoa, do chưa được hướng nghiệp đầy đủ, các em học sinh chưa chú trọng kỹ năng nghề, nên việc tuyển sinh của các trường dạy nghề hiện nay đang gặp khó khăn. Do cái nhận thức của thanh niên hiện nay là họ vẫn đang nghĩ và chuộng về bằng cấp, vẫn chạy theo bằng cấp. Vì vậy khi họ học xong cấp 3 thì họ thường là tìm đến một trường cao đẳng, cao đẳng đại học để học, để mang lại cho mình cái bằng cấp. Nhưng sau khi học xong thì ra trường, đi xin việc thì gần như không đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp. Vì vậy các bạn tìm việc làm rất khó khăn. Và đã có những bạn học đại học xong lại quay lại trung tâm để học nghề. Báo cáo thị trường lao động quý 4 năm 2015 của Viện Khoa học Lao động Xã hội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng cho thấy trong số hơn 400.000 người có chuyên môn nghiệp vụ bị thất nghiệp thì có tới hơn 150.000 người có trình độ đại học trở lên, nhưng chỉ có hơn 6.000 người học cao đẳng nghề. Đây là lý do khiến nhiều cử nhân phải tìm lại con đường lập nghiệp với các khóa học cao đẳng nghề. Anh Vi Đại Nghĩa, học viên lớp dạy nghề sửa chữa máy tính tại Trung tâm Đào tạo Công nghệ Bách Khoa. Khác với các học viên bắt đầu con đường lập nghiệp, anh Nghĩa đến với lớp học nghề khi đã có 2 tấm bằng, cử nhân Đại học Sư phạm 1 và thạc sĩ chuyên ngành khoa học máy tính của Đại học Thái Nguyên. Tuy nhiên, 2 tấm bằng ở trình độ cao cũng không giúp anh Nghĩa tìm được cho mình một công việc ổn định. Giờ đây, anh đã quyết định học thêm lớp kỹ năng nghề này với hy vọng kiếm việc làm sẽ dễ dàng hơn. Sau khi là em học xong thì cái công việc của em thì có thể chưa được ổn định lắm và cũng chưa đảm bảo về cái điều kiện kinh tế thì là mức sống của gia đình, thì em muốn là đi học thêm cái lớp để thực hành chuyên sâu tay nghề ở đây hơn để sau này có thể là phát triển cái công việc của mình hơn. Hiện phần lớn các em học sinh phổ thông đều mang trong mình hoài bão được ngồi trên giảng đường đại học, có được tấm bằng cử nhân sau khi ra trường. Học nghề chỉ là giải pháp tình thế đối với các em. Tuy nhiên, tại lớp học này cũng đã có nhiều em thực tế hơn khi chọn con đường học nghề để có được kỹ năng thành thạo khi bước vào thị trường lao động. Em từng thấy các anh chị ở quê mình, các anh chị hơn tuổi là lên thành phố để học các trường đại học ở trên này này. Nhưng mà học xong khoảng độ 3-4 năm, 5 năm gì đấy thì ra trường người ta cũng không xin được việc. Em mới theo cái con đường học điện tử này cho nó, mình học thì mình có cái nghề để mà sau này mình ra mình làm có thể kiếm được tiền này. Định hướng đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường lao động,
tập trung nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động đang là mục tiêu trọng tâm trong công tác đào tạo nghề hiện nay. Nhưng ngay trong lúc này, cần đẩy mạnh tuyên truyền, quan tâm công tác hướng nghiệp cho học sinh, giúp cho các em có được những nhận thức đầy đủ về khả năng của bản thân, nhu cầu của xã hội, để có được sự lựa chọn đúng con đường lập nghiệp trong tương lai, giảm lãng phí cho gia đình và xã hội. Thưa quý vị, theo báo cáo thị trường lao động quý 4 năm 2015 của Viện Khoa học Lao động Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa công bố, thì tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong độ tuổi từ 20 đến 24 có trình độ đại học trở lên là hơn 20%. Đây là một sự lãng phí lớn. Làm thế nào để có thể làm tốt công tác hướng nghiệp, giúp các em học sinh có đầy đủ nhận thức về nhu cầu của thị trường lao động? Ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia hướng nghiệp Phạm Mạnh Hà để cùng trao đổi. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông có thể lý giải như thế nào về con số hơn 20% số người thất nghiệp trong độ tuổi từ 20 đến 24 là cử nhân và thạc sĩ ạ? Rõ ràng là chúng ta thấy có một sự vênh giữa hai thị trường, một là thị trường đào tạo, hai là thị trường sử dụng cái lao động đã đào tạo. Có nghĩa là cái nguồn cung bây giờ đã cao hơn nguồn cầu. Cái nhu cầu tuyển dụng hiện nay của các doanh nghiệp, của các tổ chức hiện nay đang thấp hơn so với cái số lượng mà các trường đại học cao đẳng đang đào tạo ra. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai chúng ta sẽ nhận thấy ở đây rằng là gì, trong số những các em thanh niên mà trong cái độ tuổi từ 20 đến 24 mà có bằng cử nhân hay bằng thạc sĩ mà thất nghiệp ấy, thì nó có một cái căn nguyên, đó là các em không đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường lao động, dẫn đến là các em không thể qua được những cái vòng tuyển dụng. Rất là nhiều trường hợp các em mới chỉ chọn nghề dựa vào cái yếu tố bằng cấp, chứ không phải là thực sự nó dựa vào cái yếu tố, cái năng lực và cái sự đam mê của mình, dẫn đến là khi các em ra trường, các em bị hoang mang và cũng không thể xác định được cho mình một cái công việc, và như vậy phải chấp nhận cái tình trạng thất nghiệp cho bản thân mình. Vậy theo ông, làm thế nào để chúng ta có thể giúp các em học sinh có được thông tin và nhận thức đầy đủ về nhu cầu của thị trường lao động, từ đó có thể lựa chọn được đúng đắn nghề nghiệp cho mình ạ? Để giúp các em học sinh có thể có được cái sự lựa chọn chính xác, thì cái khâu đầu tiên chúng ta vẫn phải nhắc đến, đó chính là khâu thông tin. Một cái thực tế hiện nay là cái khâu thông tin về nghề nghiệp đến với các em học sinh ấy, nó vừa thừa nó vừa thiếu. Nó thừa cái chỗ đó là hiện nay có quá nhiều các trường đại học họ cung cấp những cái thông tin tuyển sinh, làm cho các em bị loạn, là không biết nên chọn trường nào và chọn nghề nào, và cứ nghĩ rằng là cứ học đại học là thích rồi. Đấy là chúng ta đang nói là thừa thông tin. Nhưng mà thiếu trầm trọng đó là những thông tin về thị trường lao động. Cái thông tin này mới là cái thông tin quan trọng. Vì thế muốn các em có thể định hướng được cái nghề nghiệp, thì bên cạnh cái thông tin về tuyển sinh của trường đại học, thì các em phải có được những thông tin rất là chính xác, rất là đầy đủ, rất là cập nhật về cái thông tin về thị trường lao động. Cái thứ hai, chúng ta phải đổi mới về cái công tác hướng nghiệp trong nhà trường. Ở trong trường phổ thông ấy, thì cái công tác hướng nghiệp mới chỉ dừng lại ở cái chỗ là giới thiệu cho các bạn học sinh là những nghề nghiệp mà các em sẽ phù hợp với cái năng lực học tập của các em sau này thôi. Vì thế là rất là nhiều các bạn là có cái năng lực nhưng mà lại hướng vào cái nghề mà có thể là do thầy cô giáo mà cũng yêu mến, hoặc là tự định hướng thôi, dẫn đến là các bạn có thể lựa chọn sai. Cái yếu tố thứ ba đó chính là yếu tố về gia đình. Chúng ta vẫn nhận thấy rằng là gia đình bố mẹ nào cũng yêu thương con cả. Rõ ràng là bố mẹ đã vất vả rồi thì mong muốn cho con nó nhàn, mà mong muốn con nhàn thì chỉ có học đại học thì ra trường nó mới đỡ khổ thôi. Đấy là cái tư duy bao nhiêu đời nay chúng ta đều suy nghĩ rằng là chỉ có học thì mới có thể thay đổi được cuộc đời. Vậy thì vấn đề chính là thay đổi nhận thức từ chính cái bậc cha mẹ, đó là học cũng tốt mà làm nghề thì cũng tốt. Nghề nào cũng đóng góp cho xã hội, đóng góp cho cộng đồng, chứ không phải chỉ là có cái bằng cấp, chạy theo bằng cấp. Cùng với việc làm tốt công tác hướng nghiệp, thì theo ông, hệ thống các trường nghề cần phải có sự thay đổi như thế nào để có thể thu hút các em học sinh theo học kỹ năng nghề ạ? Các trường nghề đừng vì cái lý do là chúng ta thu hút thật nhiều các bạn học sinh đến để mình đào tạo, để mình có thêm được cái sự phát triển của mình, mà vấn đề các bạn những cái trường nghề phải gắn với các cơ sở sản xuất, gắn với các tổ chức xã hội, gắn với những cái doanh nghiệp, để từ đó chúng ta sẽ đào tạo những cái công việc hay là những lĩnh vực chuyên môn mà những cái doanh nghiệp đó người ta cần. Bởi vì chúng ta thấy rằng hiện nay qua cái khảo sát, hiện nay là trong các trường nghề người ta đang đào tạo cái nghề đã quá cũ rồi. Mà trong khi đó các doanh nghiệp hiện nay họ đang thay đổi công nghệ mầm ấy, có thể là hàng tháng, hàng năm họ thay đổi công nghệ rồi. Mà trong khi đó thì những nghề mà chúng ta đào tạo cách đây 5 năm hay 7 năm, thì làm sao mà những bạn sinh viên trường nghề, học sinh trường nghề ra trường mà xin được việc. Vấn đề chính là các trường nghề cũng phải đổi mới từ cái khâu đào tạo, cái khâu cho đến cái khâu mà định hướng về chương trình. Có như vậy thì các trường nghề mới có thể cạnh tranh được với các trường đại học hay những trường cao đẳng khác. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia cùng chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình hôm nay sẽ giúp nhiều em học sinh còn đang băn khoăn trên bước đường lập nghiệp có được sự lựa chọn đúng đắn nhất để có thể phát huy tối đa năng lực của mình, tránh lãng phí cho gia đình và xã hội.
Chương trình An sinh xã hội tuần này xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này Chủ nhật tuần sau.